Sau đây chúng tôi xin giới thiệu về cho các bạn về thiết kế ô tô của Mamakit. Đầu tiên tôi xin giới thiệu là chất liệu của nó. Chất liệu thì không được thiết kế chất liệu nhựa rất an toàn và chắc chắn. Đai được thiết kế an toàn và có đệm bé không bị đau ở tay, có đai an toàn 3 khóa, có thể điều chỉnh được theo độ tuổi và độ lớn của bé. Đây, khóa đây, và nó có 3 nấc, một nấc là ngồi, nấc nằm nghiêng này, và ghế được thiết kế bằng lưới có độ thoáng, lưới 3D có độ thoáng giúp bé không bị thấm mồ hôi, và lưng của ghế được thiết kế theo kiểu mình có thể điều chỉnh được lưng tựa của bé, nhấc lên xuống rất là tiện. Và đai an toàn rất dài, mình có thể điều chỉnh thao tác rất đơn giản. Sản phẩm được bày bán tại Kit Plaza.